Những người ảnh hưởng khoe của thực chất là lừa người hâm mộ. Mời quý vị và các bạn cùng Hải Vân và Khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Trong những năm gần đây, cùng với sự phổ biến của mạng xã hội, thời đại làm giàu qua mạng cũng đã bắt đầu. Các loại doanh nhân giả, đại gia giả liên tục xuất hiện. Sau khi nổi tiếng thu hút người hâm mộ, liền bắt đầu livestream bán hàng. Điều này đã trở thành một chuỗi công nghệ hoàn chỉnh ở Trung Quốc. Thiên Thiên, tự xưng là xuất thân từ một gia đình giàu có, Mặc dù có hình tượng doanh nhân, nhưng lại nổi tiếng trên mạng nhờ phong cách nói chuyện hài hước. Không giống như các người nổi tiếng khác, lịch sự và trang nhã thường trà chiều. Cô quay các đoạn video uống rượu, đi club, đặt phòng VIP với mức thấp nhất là 68.000 tệ, khoảng hơn 300 triệu đồng. Cô từng mua một chiếc quần lót kim cương trị giá 40.000 tệ, tức hơn 130 triệu đồng, một đôi giày vài chục ngàn tệ. Cô còn khoe giàu bằng việc mang túi trống của các thương hiệu xa xỉ đi mua sắm, đạp xe với một đồng túi Chanel trên tay lái xe. Mặc đồ ngủ tham gia tiệc của các doanh nhân, đôi khi cô ăn mặc giống như một tiểu thư thừa kế của tập đoàn chaebol trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc và đôi khi lại trở thành quý bà thượng lưu ở khu vực Đông New York trong các video, cô không bao giờ mặc lại trang phục cũ, phô trương nhiều trang phục và túi của các nhà thiết kế khác nhau. Thậm chí quần áo đã khoe trên trang cá nhân, cô cũng không mặc lại nữa, vì cô không muốn người khác nghĩ rằng cô chỉ có một số ít bộ trang phục đó thôi. Mặc dù Thiên Thiên tuyên bố mình là một người nổi tiếng, nhưng video của cô tràn ngập quảng cáo Dường như chia sẻ cuộc sống thượng lưu một cách ngẫu nhiên nhưng lại giống như một kịch bản được thiết kế tỉ mỉ. Điều thú vị hơn là Thiên Thiên từng làm một video vạch trần các người nổi tiếng giả mạo. Điều này được nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, chẳng phải cô ấy cũng là một người nổi tiếng giả mạo do công ty dựng lên sao? Trong thực tế, nhiều cư dân mạng từ lâu đã nghi ngờ về sự giàu có đột ngột của cô ấy, cũng như việc cô không bao giờ tiết lộ về gia đình mình. Theo điều tra của cư dân mạng, cha mẹ của Thiên Thiên thực chất là công nhân thất nghiệp và đã ly dị. Cô tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, từng là nhân viên bán rượu vang. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã được một công ty truyền thông hô biến thành một người nổi tiếng. Hình tượng người nổi tiếng của cô chỉ là một kịch bản. Mục tiêu cuối cùng của cô là livestream bán hàng. Trước khi bị cấm tài khoản, Thiên Thiên đã nhiều lần livestream bán hàng trên TikTok. Một nhân vật khác bị cấm tài khoản là Bạch Công tử, người được mệnh danh là quý bà số 1 toàn mạng. Đây là một người đàn ông, Bạch Công tử lại thích hóa trang thành quý bà giàu có trong các video anh ta lại xuất hiện những nơi sang trọng xa hoa cùng với các loại siêu xe và biệt thự đắt tiền. Với lối sống xa xỉ và cá tính độc đáo, Bạch Công Tử đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ, đạt gần 3 triệu người theo dõi trên TikTok. Hiện tại, tất cả các video khoe khoang của anh ta đã biến mất khỏi các nền tảng như TikTok và Tiểu Hồng Thư. Trong suốt hơn 3 năm, doanh số bán hàng trung bình mỗi phiên bán hàng trực tiếp của anh dao động từ 750.000 đến 1 triệu tệ, khoảng 2,5 đến 3,5 tỷ đồng. Theo nguồn tin nội bộ, Bạch Công Tử đã bị bắt vì bán hàng giả mạo anh ta tự nhận là hoa kiều quốc tịch Mỹ, mong muốn đạt được tự do tài chính bằng cách chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Cách nói chuyện và phong cách ăn mặc của anh ta khiến nhiều người lầm tưởng rằng anh ta là một nữ diễn viên xinh đẹp. Cư dân mạng nghi ngờ rằng anh ta là nữ giả nam. Cuộc sống xa hoa của anh ta cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Anh thường xuyên khoe các loại ô tô xa xỉ như Porsche, Rolls-Royce, thậm chí sử dụng túi LV để mang theo chó. Anh ta còn có niềm đam mê đặc biệt với thương hiệu xa xỉ Hermès cùng với bộ sưu tập chất thành núi để chứng minh đã thật sự tiêu tiền anh ta thường xuyên khoe các hóa đơn tiêu dùng của mình, ít thì vài trăm nghìn, nhiều thì hàng triệu tệ. Anh ta từng tuyên bố rằng, vào sinh nhật lần thứ 25, đã tự đặt mua một chiếc Rolls Royce Cullinan. Anh ta còn live stream các chuyến du lịch vòng quanh thế giới trên khoang hạng nhất và mua sắm tại các cửa hàng xa xỉ ở nhiều quốc gia. Bạch Công Tử từng thề rằng sẽ không bao giờ live stream bán hàng, nhưng ngay sau khi nói xong, anh ta đã live stream để bán hàng. Ngoài việc bán hàng, anh ta còn bán các sản phẩm xa xỉ trên các nền tảng đồ cũ, nói rằng đó là những món đồ anh ta không dùng nữa, người hâm mộ có thể mua. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ phát hiện ra rằng những chiếc túi hàng hiệu mua trên nền tảng đồ cũ của Bạch Công Tử đều là hàng giả. Một số người còn cho biết họ đã mua máy làm trắng da với trị giá mươi chín tệ, khoảng 22 triệu Việt Nam đồng từ livestream của anh ta, nhưng phát hiện đó là sản phẩm vô dụng. Quá khứ của Bạch Công Tử cũng bị cư dân mạng lật tẩy. Anh ta từng bị lộ bán hàng giả và bị chửi đến mức phải rời mạng, từng bị kết án 3 năm tù vì lừa đảo, không ngờ sau vài năm, anh ta lại quay lại để tiếp tục lừa đảo. Trên các nền tảng TikTok, anh ta tái xuất với danh xưng Bạch Công Tử, tiếp tục chia sẻ cuộc sống xa hoa. Nhưng thực chất mục đích vẫn là bán hàng và lừa đảo người hâm mộ. Nhiều người phải mua hàng giả đã tức giận và tố cáo anh ta. Có lẽ đây chính là lý do khiến Bạch Công Tử bị bắt. Vương Hồng truyền hành, người có hơn 4 triệu người hâm mộ, thường khoe cuộc sống rộng sang với trang sức ngọc bích, túi sách hàng hiệu, xe sang, nhà cao cấp. Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 5, Vương Hồng truyền hành, người tự xưng là influencer giàu nhất Trung Quốc, đã bị cấm trên các nền tảng mạng xã hội. Sự thật về xuất thân và các hoạt động mờ ám của anh ta cũng bị báo chí phanh phui. Theo tiết lộ của một người bán ngọc bích, Vương Hồng Tuyền Hành từng mượn ngọc để chụp hình, nhiều người cũng chỉ trích trang sức của anh ta đeo chủ yếu là hàng giả và hàng hóa anh ta bán trong livestream cũng rất kém chất lượng. Bốn công ty liên quan đến anh ta, ba công ty là vỏ bọc, công ty còn lại hoạt động dưới tên người khác. Điều này chứng tỏ Vương Hồng Tuyền Hành không phải là người giàu thực sự mà chỉ là một nhân vật được dựng lên để tăng độ tin cậy và thu hút livestream bán hàng. Vương Hồng Tuyền Hành, tên thật là Vương Hồng Quân, sinh năm 1993 tại Đường Sơn, Hà Bắc. Anh ta tuyên bố tốt nghiệp tại Đại học Illinois, Mỹ. Nhưng cư dân mạng phát hiện rằng anh ta thực sự tốt nghiệp từ một trường trung cấp ở Sơn Đông, Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Hình ảnh Hà Trạch, tại chi nhánh ở Hải Điến, Bắc Kinh, tương đương với một trường dạy nghề. Vương từng diễn các vai phụ, nhưng các phim anh ta đóng hầu như không được công chiếu. Công ty truyền thông mà anh ta ký hợp đồng cũng bị gọi là lừa đảo. Tất cả những điều này khác xa với hình ảnh con người nhà giàu, chủ doanh nghiệp thành công, mà anh ta xây dựng trên mạng xã hội. Cuộc sống của Vương Hồng tuyên hành trên mạng giàu có đến mức nào? bất kỳ ai xem các video của anh ta đều không thể không bị ấn tượng. dù xe sang, nhà cao cấp, trang sức ngọc bích, túi sách, đồng hồ đắt tiền thường xuất hiện trong các video của anh ta. nhưng cách khoe của anh ta không trực tiếp như các đại gia mới nổi, mà gợi ra sự sang trọng của gia đình giàu có lâu đời và phong cách của tầng lớp quý tộc cổ Trung Quốc. ví dụ anh ta từng tiết lộ rằng vì tự ti về ngoại hình và cơ thể của mình, anh ta không dám ra đường nếu không mặc đồ trị giá hàng chục triệu tệ. Anh ta tự xưng sở hữu 20 đến 30 viên ngọc lục bạo đắt tiền. Anh ta cũng thường xuyên khoe các loại trang sức kim cương khác, mà những món trang sức này dù kiểu dáng như thế nào đều có kích thước khổng lồ. Năm 2022, anh ta tuyên bố đã chi 1 tỷ tệ, khoảng 3.400 tỷ Việt Nam đồng để mua một biệt thự được trang bị đầy đủ. Người bán còn tặng kèm một chiếc Rolls Royce. Ngoài ra, anh ta còn nói sở hữu 7 căn biệt thự ở khu nhà giàu vịnh sông Sao Bắc Kinh. Nhiều cư dân mạng còn bình luận, không ngờ có ngày Rolls Phantom chỉ là quà tặng kèm một số cư dân mạng còn đùa rằng, anh là mối quan hệ duy nhất của tôi để biết về giới thượng lưu. Cuộc sống mà Vương khoe trên mạng phù hợp với mọi tưởng tượng của công chúng về giới thượng lưu. Nhưng nguồn gốc thực sự của sự giàu có này lại là một sự bí ẩn. Có cư dân mạng từng nghi ngờ rằng, Vương được hậu thuẫn bởi một đại gia thực sự, anh ta chỉ là diễn viên theo kịch bản để đóng vai người giàu. Tuy nhiên, Vương nhiều lần thề thốt phủ nhận và nếu có chứng cứ chứng minh anh ta được hậu thuẫn, hoặc tài sản và trang sức là thuê, anh ta sẽ rút lui khỏi giải trí và tặng 5 triệu, sau đó nâng lên 20 triệu tệ, gần 70 tỷ đồng. Sau nhiều lần thề thốt phủ nhận và giành được sự tin tưởng của người hâm mộ, anh ta bắt đầu live stream bán hàng. Theo lời của Vương, anh ta đã kiếm được 60 triệu tệ trong vài tháng, khoảng hơn 200 tỷ đồng, chủ yếu bán các sản phẩm làm đẹp và liên quan đến sức khỏe. Nhưng thành công của anh chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Từ ngày 30 tháng 3, anh ta đột nhiên biến mất, không còn live stream nữa, cho đến khi bị cấm tài khoản. Dù nguyên nhân không được công bố rõ ràng, nhưng có lẽ liên quan đến một văn bản ban hành vào ngày 15 tháng 3, nhắm vào nhiều vấn đề trực tuyến khác nhau, bao gồm phô trương sự giàu có. Cùng với Vương Hồng Tuyền Hành, nhiều influencer khác, truyền khoe của cũng lần lượt bị cấm tài khoản, bao gồm Thiên Thiên, Bạch Công Tử, Bảo Ngư Gia Tỷ. Sau khi Vương Hồng Tuyền Hành gặp sự cố, tài khoản Thiên Thiên với hơn 6,25 triệu người hâm mộ đã lập tức xóa các video liên quan tương tác với Vương nhưng vẫn không tránh khỏi bị xóa tài khoản. Một người ảnh hưởng khác được biết đến với tên Bảo Ngư Gia Tỷ. Tự xưng là quý bà giàu có ở Quảng Đông, so với những người ảnh hưởng khác, bào ngư gia tỷ khá kiên tiếng. Cô được gọi là bào ngư gia tỷ là vì bào ngư là món chính trong chế độ ăn của cô. Cô nổi tiếng với hình ảnh trong nhà lúc nào cũng đầy bào ngư và hải sâm đắt tiền. Bào ngư gia tỷ còn nổi bật với phong cách phối đồ xa hoa, từ vòng cổ ngọc bích và túi hơ mẹc. Cô từng chụp ảnh với nhiều ngôi sao và doanh nhân. Cô tự nhận sở hữu một biệt thự lớn với một khu vườn rộng một mẫu và hai biệt thự sang trọng ở Macau. Hình ảnh của một đại gia thực thụ bà Ngư Gia Tỷ thu hút lượng lớn người hâm mộ trên mạng xã hội, có hơn 2 triệu người theo dõi trên Tàu Yên. Mặc dù rất giàu có, cô vẫn tham gia bán hàng trực tuyến trên mạng, cung cấp các sản phẩm làm đẹp và các mặt hàng nhập khẩu đắt tiền như tổ yến và các loại gia vị cao cấp khác. Theo số liệu thống kê, doanh thu trung bình mỗi buổi livestream của cô là từ 500.000 đến 750.000 tệ, khoảng 1,5 đến 2,5 tỷ đồng. Do sản phẩm có giá khá cao, người bình thường khó có thể mua được. Lần phát sóng trực tiếp cuối cùng của cô là vào ngày 7 tháng 5, và cô đã bị cấm khỏi Tojin và Instagram của Trung Quốc vào tối ngày 21 tháng 5, cùng với những người ảnh hưởng khác. Sau khi bị cấm, có nguồn tin tiết lộ rằng Bảo Ngư Gia Tỷ thực sự là một phụ nữ giàu có, cô sống ở Macau và chồng cô, một doanh nhân thành công cho lĩnh vực bất động sản, tài chính, khách sạn và văn hóa, là một triệu phú thực sự có liên kết với chính trị. Cô đã tham gia lễ kỷ niệm 18 năm ngày Macau trả lại cho Trung Quốc, đứng ở vị trí trung tâm với bộ váy vàng nổi bật. Ngoài ra, chồng của cô còn là chủ tịch hiệp hội đồng hương khu Đông Trung Sơn Macau, và Phó Chủ tịch Hiệp hội Góp Trung Sơn. Là một đại gia thực sự, cư dân mạng cho rằng, lý do báo ngư gia tỷ bị cấm không chỉ vì khoe của và gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội mà còn vì bán các sản phẩm giả. Cô từng bán tàu biển già, tuyên bố là tàu biển 20 năm tuổi từ Tân Hội, nhưng thực chất là tàu biển 2-3 năm tuổi, xuất xứ từ Yết Dương. Sau khi bị phát hiện lừa đảo, người hâm mộ đã tố cáo cô với truyền thông, truyền thông đã điều tra và phát hiện là hàng giả. Kể từ khi những người giàu có ảnh hưởng lớn bị cấm tài khoản cộng đồng ảnh hưởng người khoe của của trung quốc trở nên lo lắng nhiều người dự đoán rằng việc quản lý sẽ ngày càng nghiêm ngặt hơn thực tế trên các nền tảng xã hội ở trung quốc các doanh nhân giả đại gia giả xuất hiện nhàn nhàn công nghệ làm giả ngày càng phát triển trở thành một influencer khoe của cũng không tốn nhiều chi phí ví dụ trong những năm gần đây những người giàu có phô trương giả mạo thường được gọi là những doanh nhân pin tua tua họ khoe các hàng hóa xa xỉ ở trong các khách sạn hàng đầu và lái những chiếc xe thể thao sang trọng nhưng thực chất tất cả đều là hàng thuê nếu bạn muốn trở thành một người ảnh hưởng, bạn chỉ cần tạo ra danh tính giả mạo và trả 500 tệ, khoảng hơn 1,5 triệu Việt Nam đồng, phí tham gia vào một nhóm được gọi là nhóm ảnh hưởng xã hội và kết bạn với các người ảnh hưởng xã hội khác. Trong nhóm, bạn có thể trò chuyện về các hàng hóa xa xỉ và chia sẻ tài nguyên và thậm chí là trải nghiệm mua hàng theo nhóm. Ví dụ, thuê một phòng khách sạn 5 sao chỉ giá 3.000 tệ mỗi đêm, 15 người cùng chia sẻ thì mỗi người chỉ mất 200 tệ, gần 700.000 Việt Nam đồng các thành viên luân phiên sử dụng các phòng ở các khoảng thời gian khác nhau để chụp ảnh. Tương tự chụp ảnh trà chiều cũng vậy, nhưng phải nhớ không được ăn thật để phần cho các chị em sau chụp ảnh. Không chỉ vậy, thuê xe cũng có thể chia sẻ, thuê một chiếc Ferrari chỉ giá 6.000 tệ một ngày, có thể chia sẻ cho 60 người, mỗi người tốn 100 tệ, khoảng 300.000 Việt Nam đồng. Sau khi chụp ảnh xong, thế giới sẽ có thêm 60 chủ nhân Ferrari trẻ đẹp. Dĩ nhiên, các thứ khác cũng có thể thuê, ví dụ như túi hơm mẹc xa xỉ, giá thuê hàng tháng chỉ là 1.500 tệ, khoảng hơn 5 triệu Việt Nam đồng, chia sẻ với nhiều người thì không tốn là bao nhiêu. Tuy nhiên, phương pháp thuê nhóm này cũng mang theo các rủi ro, như trùng lặp hình ảnh với các người nổi tiếng ảnh hưởng khác gây ra các tình huống xấu hổ. Ví dụ, một chiếc Porsche macan mang biển số kim hoa chiếc giang, từng trở nên rất nổi tiếng dù không phải là bản cao cấp hay phiên bản giới hạn. Chiếc Porsche này đột nhiên xuất hiện trong nhiều video ngắn, trở thành đạo cụ khoe của có nhiều người ảnh hưởng. Những người này vô tình lại đăng video trên cùng một nền tảng, khiến cho chiếc xe nổi tiếng hơn cả người. Trong thực tế, nếu một người không đủ khả năng thuê một chiếc xe sang trọng, chỉ có một cách là còn rẻ hơn. Chỉ cần bỏ ra 6 tệ, khoảng 20.000 Việt Nam đồng, mua một đoạn video, sau đó lồng tiếng của mình vào, sẽ giống như đang nói chuyện bên trong xe vậy. Chỉ với 20.000 Việt Nam đồng, bạn có thể tạo ra một video chất lượng cao. Tất nhiên, người giàu thì phải thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Điều này cũng đã được nghĩ tới, hiện nay nhiều thành phố ở Trung Quốc xây dựng các điểm du lịch giả nước ngoài. Không cần phải ra nước ngoài, cũng có thể chụp được những bức ảnh du lịch nước ngoài. Theo dữ liệu từ NetEase, năm 2021, ít nhất có 63 thành phố ở Trung Quốc có Santorini thu nhỏ, 62 thành phố có Kyoto thu nhỏ, 61 thành phố có Kamakura thu nhỏ và 59 thành phố có Nara thu nhỏ. Với con số này vẫn đang tăng lên, ngay cả những nơi không có tuyết như Hàng Châu cũng có nhiều tiểu islands. Tân Cương, Tây Tạng và Tây Tứ Xuyên được quảng bá là thủy sĩ thu nhỏ có phương Đông, một số nơi còn sao chép nguyên một thị trấn nước ngoài như thị trấn Florence ở Thiên Tân, thị trấn áo ở Huệ Châu, Quảng Đông và thị trấn thêm ở Thượng Hải, tượng nhân sư ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc đã từng bị Bộ di sản văn hóa Ai cập khiếu nại sau khi bị tháo dỡ lại được lén lút xây dựng lại. Bộ di sản văn hóa Ai cập cũng đã tức giận chỉ trích đây là hành vi thiếu tôn trọng nền văn minh của Ai cập. Nếu muốn tiết kiệm hơn cũng có cách, ví dụ có thể check in tại cửa hàng Costco ở Thượng Hải và viết chú thích là đang ở Los Angeles, Mỹ tất nhiên người giàu còn phải biết hưởng thụ cuộc sống đi du thuyền hạng sang vòng quanh thế giới đến hầm rượu vang pháp mở một chai rượu niên vụ tham gia nghệ thuật cắm hoa trà đạo hòa nhạc điều này cũng dễ dàng đạt được bằng cách mua hình ảnh cao cấp trực tuyến giá trị từ vài nhân dân tệ đến vài trăm dịch vụ có sẵn có thể giúp tạo ra bài viết và phụ đề bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tạo ra một danh tính người ảnh hưởng trực tuyến những người phô trương giàu có giả mạo thường chuyển sang bán hàng trực tiếp trên mạng sau khi đã trở nên nổi tiếng như đã đề cập trước đó Mục tiêu cuối cùng của những người ảnh hưởng này là bán hàng. Về những lý do đằng sau cuộc truy quét của Đảng Cộng sản đối với những người ảnh hưởng khoe dầu, một số người tin rằng việc phô trương giàu có như vậy tạo ra các giá trị xã hội tiêu cực và có thể ảnh hưởng đến tư duy của trẻ em. Ngoài ra, những người giàu có thực sự sẽ không dễ dàng phô trương sự giàu có của họ một cách rõ ràng như vậy. Những người ảnh hưởng này chỉ có lẽ đang tìm cách kiếm tiền và lừa dối người khác. Ngoài ra, những người này có thể liên quan đến các hoạt động bán hàng giả, rửa tiền thông qua các video giả mạo để lừa đảo người khác đầu tư hoặc mua hàng giả. Còn một lý do quan trọng hơn liên quan đến tình hình hiện tại của Trung Quốc, kinh tế suy thoái, vốn nước ngoài rút lui, doanh nghiệp đóng cửa, thất nghiệp giảm lương, cuộc sống của người dân bình thường rất khó khăn. Lúc này, việc khoe của có thể khiến người dân nghèo tức giận, tạo ra mâu thuẫn xã hội, không có lợi cho sự ổn định. Mà sự ổn định xã hội luôn là điều mà chính phủ Trung Quốc quan trọng, nên chính phủ đã lấy lý do để cải thiện môi trường mạng, để cấm những người ảnh hưởng này cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi những góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện mỗi ngày và các bạn cũng đừng quên theo dõi khán trung quốc trên hai nền tảng youtube và canching world hải vân và khán trung quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại